Chúa là trang nhân từ của chúng con, xin Ngài ban chúng con một ngày mới và xin Ngài ban cho các bạn nữa. Cảm ơn Chúa đã ban cho con hết bệnh và xin Ngài ban cho các bạn được đi học bình an. Như lời Chúa đã hứa, Ngài sẽ cất mọi ưu dịch và Ngài sẽ cho chúng con được mọi ân lành và những điều phước hạnh nhất từ Ngài. Và Ngài đã hứa như vậy thì xin Ngài cũng ban cho chúng con được những ơn lành của Ngài, và Ngài sẽ cất khỏi mọi ô nguy và những dịch bệnh như ở trong Kinh Thánh Ngài đã mô tả ở trong sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Hải Huyền. Ngài bảo lúc đó nó sẽ có những tai họa và có những người sẽ phải bị kiểm soát. Thì bây giờ xin Ngài hãy tấn công những tà lực ma quái đó và xin Ngài cho nó kết thúc như thế. Chúa Amen.